Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá mình mà. Sáng hôm nay nè, mình mới nhập về một dòng Red Blue nha anh em. Đó, đây là dòng Red Blue. Thì nó cũng giống dòng Full Red thôi mà điều cá trống thì nó giống Full Red nha, mà điều hai tay bơi nó lên màu xanh. Đó, lên màu xanh để mình bật đèn LED lên là các bạn. Đó, lên hai tay bơi màu xanh nha. Đó, còn con mái thì nó giống con mái Bluetooth Bass mà. Đó. Máy nó giống máy Bluetooth Bass đó. Anh em thấy nè. Rồi. Cái anh này đóng cá rất là hay. Đó. Bị cho nhỏ nhỏ nè. Đóng một bị một con. Đó thì mình rất là thấy rất là hay. Đó, gửi đi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bị ra. Đó và chia sẻ với bạn một cái cách thuần nước hiệu quả. Đó, thuần nước hiệu quả hơn mình cái cách mà các bạn mà bỏ vào cái bịch như này đó, rồi để ngâm thuần nhiệt độ nha anh em. Đó thì bây giờ mình sẽ cắt toàn bộ nước luôn, thì anh em xin thêm cái nước mà nước tại trại xin thêm để về thuần nó hiệu quả hơn nha anh em. Đó thì đây mình chia sẻ thêm một cái cách mà thuần nước nó hiệu quả hơn. Bây giờ mình sẽ tiếp vào tiến hành cắt bịch ra. Thì anh em lúc mà đi mua cá thì anh em xin thêm cái nước, đó, xin thêm cái nước để về thuần nước cho anh em. Đó thì cái nước cũ nó thì nó đỡ bị sốc nước hơn các bạn. Đó. Đây thì mình đổ vô cái nước cũ vào đây. Xong rồi lần lần mình lấy cái nước mới á, cái mình tâm vào từ từ nha. Nếu mà anh em mà có cái vòi nhỏ giọt đó thì anh em nhỏ giọt vào cho nó thích nghi từ từ nha anh em. Đó. Những con mà cá giống về thì anh em muốn kỹ đó. Trời này cũng trời lạnh rồi đó, thì anh em làm cách này rất hiệu quả hơn cái cách mà anh em mà bỏ vào đó, thì mực nước nó lạnh đó. Lạnh thì làm con cá mà nó rất dễ bị bệnh này đó. Nấm dễ xâm nhập vào cơ thể nó, tại vì trời lạnh thì cá nó rất là ít ăn đó, với lại người nó cũng yếu nữa đó, nên người nó rất là dễ bệnh nha anh em. Đó. Thì trời lạnh thì anh em nên làm cách này. Đó. Tầm một tiếng thì anh em mới chăm nước mới vào, hoặc có vòi như nó giọt thì nhỏ từ từ vào. Đó. Thì có nhiều nơi ở ngoài Bắc đó mua cá mình đó, thì nhiệt độ thì 14 độ C, đó, trời rất là lạnh. Đó. Do ở trong mình này thì ở Trung Nam Trung thì cái nhiệt độ nó khác ở ngoài Bắc. Đó, ngoài Bắc thì về mùa đông thì rất là lạnh, ở ngoài mình thì trời bây giờ cũng rất là lạnh mà. Đó, trời đang mưa nữa. Đó, thì nhiệt độ nó thay đổi thất thường. Đó, thì cái mùa này thì anh em phải phòng nó nuôi hụt lên nha, nuôi hụt. Rồi anh em nuôi cá trong nhà, trời này mà anh em nuôi cá ngoài trời thì cá rất dễ bị bệnh nha anh em. Do nước nó sang nó lạnh. Đó, cá giờ này lạnh. Đó, thì anh em dòng Red Blue này cũng rất là đẹp nha anh em. Đó. Đây thì mình cũng ra đổ cá xong rồi anh em. Đó thì bây giờ mình sẽ nuôi lấy cái nước mình đó đổ vào để thuần nước nha anh em. Ở đây cái nước cũ nó, nước cũ của trại cá của anh bán cá cho mình. Đó. Thì lúc anh em mà mua, ví dụ mà mua số lượng nhiều, nói mà anh em mà mua tầm cỡ 2-3 cặp thì anh em xin thêm một bị nước, đó, một bị nước của trại đó.
về để em thùng nước ấy, đổ vào thùng nước đó, thì mùa lạnh thì anh em nên thùng cách này thì nó tốt hơn đó, cho anh em đổ vào thì bỏ bịch nước rất ít đó, thì anh em bỏ vô cắt ra thì cũng không hiệu quả bằng cách này nha anh em đó. Thì cá giống đó, anh em muốn kỹ mua về làm giống thì anh em thùng cá bằng cách này thì rất ok. Rồi thì mình nuôi trong cái bể này đó, thì mình lấy múc nước trong này đó, mình đổ vào đó, thùng kiểu này là bảo đảm 100% nha anh em. Rồi thùng này rồi mình đổ đây có nửa tiếng, xong nửa tiếng theo xong đó mình đổ thêm 2k, rồi nửa tiếng xong mình bỏ thêm 2k để cho làm quen cái môi trường nước của mình đó, cho tránh tiếp xúc đủ cái ào vào thì cá nó sẽ dễ bị sốc nước này, lại cái trời này cũng rất là lạnh đó, thì nhiệt độ nước ở mình thì cũng đang lạnh đó, thì không biết cái môi trường nước bên tại kia nó nuôi ở trong nhà hay là nuôi các thứ nó nước bao nhiêu lạnh, thì mình trời đang lạnh thì mình cũng phải làm cho kỹ đó. Nhìn rất là đẹp, hai cái bơi nó lên màu xanh này. Ha. Máy thì giống máy Bluetooth bass, còn trống này. Rồi, để đây. Thì hôm qua mình cũng về một số dòng nha anh em. Đây, đây coi rết, coi rết ri bông nè. Phun gôn. Đó, phun gôn thì bên tại kia nuôi không biết nuôi nên nước tảo á, nên nó chuyển thành màu đen, về mình nuôi mình thuần lại nên màu trắng, thì nuôi tầm có 2 ngày thì nó sẽ chuyển thành thịt trắng lại nha anh em đó, do con cá phô bảy màu này nó giống mà thích nghi theo môi trường đó, mình bỏ nền gì thì nền tối thì cái màu nó sẽ ra tối, bỏ cái nền sáng thì cái màu nó sẽ ra sáng nha anh em đó. Thì những dòng mà đây trồng tím thì mình tiếp tục về nha anh em, lồng tím tiếp tục mình về tiếp đây, lồng tím màu sắc nha anh em đó. Rồi mình sẽ quay nhỏ một vòng HP retro sáng giờ mình chưa cho cá ăn nữa các bạn. Đây thăm cá này. Cá về xong mình ngồi bông đó. Hai tay bơi bướm nhìn rất là dài đó. Thì vì tại anh kia thì nuôi nước tảo đó, thì mình về mình đang bỏ mình thuần lại cái nền trắng để cho nó lên mà, thì con vợt cho anh em xem. Thì cá bên này thì cá con qua bên này thì nhìn cũng rất là đẹp nha, nó hai tay bơi nó cũng lên đó. Con này size rất là to đó, hai tay bơi nó đang lên nha anh em. Yeah. Con này một bên full tay bơi, một bên lên 50 lên 50 nha anh em. Đó, full qua bên mình thì toàn bộ là lên nhú tay hết nha. Đó. Nhú tay là lên 50% tay hết. Đó, thì anh em mới tập chơi, mua về làm giống rất ok. Đó, con này cũng đang chớm tay này, đó, lên thế. Hơn 50% tay. Đó, thì anh em nuôi nền trắng, đó, cho về cho ăn nền trắng của anh nắng mặt trời chiếu vào. Đó thì cá nó sẽ lên màu rất là ok, rất là đẹp nha anh em. Đó bên này. Đó thì cái nó cũng dầm mình đó, mình nuôi nền trắng à. Bây giờ là các bạn thấy không? Thịt nó cũng trắng theo luôn. Đó. Do cái anh kia là nuôi số lượng nhiều, nuôi ở môi trường nước tảo nên thịt nó đen. Đó, về mình anh em nuôi thùng xếp màu trắng. Đó, sáng đó thì lên anh em. Thấy không? Lên chớm tay hết nha anh em. Đó.
Nãy giờ mình cũng đổ 2-3 lần nước rồi bạn. Đó, bây giờ mình đang bỏ vào đây. Đó, từ cho nó thùng nhiệt độ một xíu rồi bắt đầu mình sẽ thả ra nha các bạn. Đây những chú Red Blue nó nhìn rất đẹp. Lên hai tay bơi xanh nha. Đó. Này. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thả từ từ ra. Đó. Đó, nhìn dòng này rất là đẹp. Quen với nước mới. Đó, đang làm gì đấy, nó đang tìm thức ăn nha các bạn. Nó đang tìm thức ăn, thì rỉa tìm thức ăn nè. Đó, size này size 2 tháng rưỡi nha anh em. Đó, size 2 tháng rưỡi nè. Đó, con trống còn rất là tơ, con mái nè. Đó, còn tơ nha anh em. Đó, thì size này anh em về làm giống thì rất ok. Đó. Size này size 2 tháng rưỡi nha. Đó, trống mái thì nó còn chưa bung vây hết. Tay còn sai còn tơ nha anh em. Đó. Nhìn rất đẹp, nó đang tìm thức ăn, làm tập làm quen dần với lại môi trường nước mới là nhớ anh bạn. Đó thì mùa lạnh này, đó thì anh em mua cá về, đó phải cẩn thận hơn, đó cách thả cá rồi cách đổ bạn, do mùa lạnh này nước đùng vô rất lạnh, nó ý là mình tắm thôi buổi chiều không, buổi trưa không đã cảm thấy lạnh rồi, không chi nước con cho con cá nha bạn. Đó thì mùa hè và mùa các mùa khác thì cũng nói, chỉ riêng cái mùa đông thôi thì nước rất là lạnh, nó giống nước đá luôn các bạn. Đó, thò tay xuống rồi như nước đá luôn á. Đó, thì anh em con cá rất là yếu. Đó, mùa lạnh thì anh em nên cho ăn ít lại. Đó, cho ăn ít lại nha anh em. Đó thì một ngày anh em cho ăn một bữa thôi cũng được. Đó, mùa lạnh thì đó, tại vì con cá rất là yếu, nó ăn không hết thì thức ăn thừa sẽ dư xuống. Đó, thì mùa lạnh thì tạo cơ hội cho những con nấm rồi phát triển. Đó thì anh em nên để ý những đó, trong mùa nước lạnh này nha anh em. Đó. Đấy. Đó, trong máy này sai rất còn tơ nha anh em. Thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.